Sau khi ăn cháo xong thì mọi người, các cô chú lại tiếp tục hát nhé. Đây ngắm này. Đấy, các cô chuẩn bị hát đấy. Chạy lấy mà chạy rồi. Chú không hát hả chú? Chú không rồi dạ. Ui giời ơi. Chúng ta ra ngoài này xem các cô chú hát khi chia tay nhá. Đứng ở đường luôn. Ô tô đi qua mặc kệ. Ô tô đi qua, xe máy đi qua kệ. Hát xin chia tay rồi. Chị xinh quá nhỉ? Đấy. Hai chú áo xanh đẹp quá nhỉ? Trên kia hát xin chia tay đây. Cầm cho cháu một cái để cháu lấy cái chân thôi. Cầm thế này nhá. Cầm nhẹ nhẹ nhá. Đấy, đấy như thế. Ra đây ra vào mơ. Đi lái nhanh đi à? Lao đạt à? Lao đạt ơi! Các cổ mưng rồi, mưng rồi. Cái xe to quá. Cháu để bên này. Vâng. Mà cái khê á, đi thành phố thôi. Các chú phải đi thành phố thôi. Đi thành khê không có chỗ đâu. Nóng, nóng. Nóng lắm. Cháu ơi. Không hát rồi đó. Sao chỗ đấy lại không hát rồi? Ừ. Tu ấy không vào luôn. Xem cái máy này. Xem các chú hát xin chia tay. Lên đây xem chú có đôi này. Chia tay. Cầm máy cho Khai à? Ừ. Nó đi đâu rồi? Anh hôm nay không hát à anh? Không hát à? Cảm ơn các bạn.
trên kia đang chia tay rồi, các cô chú chia tay nhanh nhé, nhỉ, mới có 4 giờ mà. Mưa nắng không giờ chi mưa. Không giờ chi mưa. Không về đây mưa ăn mấy cái lán về á.
Các cô định chạy à? Các cô định chạy phải không? Nhà 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 là xem nơi thôn ở này sai ư? Bắt phải mà xuôi lưng. Xuân đã đến bên em, nhà là xem nơi thôn ở như xuân đã đến bên em. Quay lên đây cho cháu thì tiếng nhạc nó không vào. Thôi khoai hát 10 phút nữa đi cô. Tiếng nhạc nó không vào như thế này thì không vào đâu. Dạ.
này xem cô chú này một tí. Các cô chú này cũng chia tay lại đấy, chia tay đấy tiếp. Này các chú cũng cho các cô về rồi. Cái hàn nâu đó. Hàn nâu. Ấy đẹp lắm rồi. Ấy thấy cả bà rồi nhá. Bye.
10 vàm nữa. Chú còn trông cho chị về này. Thank you.
la nha sa ba noi ơi sa pa nha na song do ro chan dau la ni ro chan dau lu nhà nào hết rồi đó đây, cái nồi kia, cái nhà nào nó cho, bữa tặng bếp, bữa tặng bếp, nhà nào đang nấu nước.
Cho vào gần lắm rồi đấy. Dạ. Vào gần lắm rồi. Sáng tác nó vào. Nó vừa sáng tác vừa hát. Ngồi xuống một tí cho đỡ mỏi. Nhà là đang ta là một cái nhà cao ơi. Lấy xuống mẹ. Lấy xuống một tí đi. Lấy xuống một tí để cái địa hình chứ là cây đứt em. Không cần đâu. Sáng, vâng. Đấy là ngồi xuống thôi, không cần lui đâu. Không ra đường đấy, ra đường đấy. Ở đấy được. Ra đường hết. Không, đừng ra đường luôn. À, dạ. Vâng, cháu có kinh nghiệm cây đấy. Vâng ạ. Vâng. Là máy của cháu hỏi cháu kinh nghiệm cây không? Nhà đã sao lỡ đời đúng cơ nhớ để đời lá nhớ. Mơ đi ăn
chú A Phú ơi sớ lại nhà là tăng chỗ đó tăng sầu ơi sớ đi là tăng tăng chỗ Yeah.
phải đón người lơ lý a phải mẹ ơi cắm mưa nè cắm mưa đó thế là các anh chị đã chia tay rồi, video sẽ dừng tại đây nhá. À vẫn hát tiếp. Nhà nào chú thì là sáng sáu ơi sớm lấy ăn làm mất. Các chú chưa cho về. Dạ. Máy quay. Đâu tiếng nhạc vào chú. Tiếng nhạc vào. À đẹp. Tiếng nhạc vào to lắm, quay vào đây tiếng nhạc vào. À, không nghe tiếng. Tiếng nghe một. Đi thật rồi, trốn rồi. Về rồi, các cô về rồi. Thôi, cảm ơn các chú nhá. Cô về mất rồi, đang hay nhỉ. Vâng ạ. Về mất rồi, làm thế nào? Về mất rồi. Chết được làm sao đây? Mình nghe kết tiếp cái chú này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khấn long nơ nơ am ơ tơ lê a nơ am tơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.